Thay vì hỗ trợ cuộc chiến công nghệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc, EU có thể tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp thực tế cho các vấn đề an ninh do các công nghệ mới mà các quốc gia khác có thể thực hiện. Liên minh châu Âu hiện đang xem xét có cấm các công ty viễn thông Trung Quốc Huawei và ZTE tham gia triển khai mạng 5G của EU hay không. Điều này đã khiến Huawei một lần nữa chao đảo. EU cho rằng một số quốc gia thành viên nhất định không áp dụng đúng các hướng dẫn đã được thống nhất trước đó. Những nguyên tắc này bao gồm các yêu cầu về chứng nhận, đa dạng hóa nhà cung cấp hơn và cấm cho phép các nhà cung cấp được xem là có nguy cơ tiềm ẩn về bảo mật, truy cập vào các bộ phận quan trọng của cơ sở hạ tầng như lõi mạng. Đây là một trong những điều quan trọng nhất. Huawei là một trong những công ty hàng đầu thế giới về mạng và thiết bị viễn thông cáp quang và không dây 5G, nhưng các nguồn tin của Hoa Kỳ mô tả Huawei là một rủi ro gián điệp. Gần đây hơn, Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại rằng việc Huawei tham gia tích cực vào việc thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu sẽ mở rộng ảnh hưởng của nhà nước Trung Quốc và làm suy yếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Không có bất kỳ bằng chứng nào, ít nhất là trên hồ sơ công khai, rằng Huawei có rủi ro lớn hơn bất kỳ công ty nào khác thì không thể bác bỏ các tuyên bố về rủi ro bảo mật hoặc ảnh hưởng đến nhà nước. Trọng tâm an ninh quốc gia của cuộc tranh luận về rủi ro của Huawei khiến chúng ta không chú ý đến nơi các mối đe dọa an ninh mạng trong tương lai có thể thực sự phát sinh và rủi ro có thể phát sinh ở bất cứ đâu. Mặt khác, chúng ta đang chứng kiến ngày càng nhiều quốc gia EU đang tích cực phản đối việc ngăn chặn mạng 5G của Huawei ở châu Âu. Các chính phủ này đang thu hút sự chú ý rằng động thái phản đối tập đoàn Trung Quốc chủ yếu mang động cơ chính trị và đang được thúc đẩy bởi Hoa Kỳ. Một số quốc gia EU đã học theo Hoa Kỳ trong việc coi các công ty viễn thông Trung Quốc là rủi ro bảo mật, trong khi những quốc gia khác thì không. Điều này cho thấy các yếu tố chính trị có thể đang diễn ra. Bất chấp những cuộc nói chuyện về giảm thiểu rủi ro trong giới EU hiện nay, xu hướng ngày càng tăng là ngôn ngữ xem Trung Quốc là mối đe dọa an ninh, giống như cuộc tranh luận ở Mỹ. Tuy nhiên, châu Âu không phải là Mỹ và có thể hưởng lợi từ việc giảm leo thang cuộc chiến công nghệ Mỹ chăng? Quan hệ Trung Quốc đã có những bước ngoặt trong những năm qua, nhưng lợi ích kinh tế thường thúc đẩy một cách tiếp cận thực dụng khi nói đến thương mại và đầu tư. Một số nước châu Âu và người tiêu dùng của họ đã chấp nhận công nghệ Trung Quốc. Hoa Kỳ trong những năm gần đây đã bắt tay vào một chiến dịch trừng phạt và gia tăng rào cản thương mại trên diện rộng để hạn chế ngành công nghệ của Trung Quốc, đáng chú ý là cấm Huawei, xử phạt các trung tâm siêu máy tính và ngăn chặn chất bán dẫn tiên tiến tiếp cận khách hàng công nghiệp Trung Quốc. Hoa Kỳ từ lâu đã thống trị các ngành công nghệ toàn cầu, nhưng giờ đây có một đối thủ trong việc thiết lập các tiêu chuẩn và quy tắc cho cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra. Từ năm 2017 trở đi, bắt đầu với chính quyền Trump, Trung Quốc đã được xác định là mối đe dọa an ninh chính và đối thủ cạnh tranh chiến lược, đặc biệt là Huawei. Một số giới chính trị ở EU hiện đang lặp lại lập trường của Hoa Kỳ. Trong khi một số nhà lập pháp EU dường như đã củng cố lập trường của họ đối với Trung Quốc bằng cách đặt ra nhu cầu giảm thiểu rủi ro trong kết nối kinh tế với Trung Quốc, cuộc thảo luận lại một lần nữa được tạo ra về công nghệ 5G của Huawei. Điều này xảy ra khi một số chính trị gia EU đưa ra nhu cầu giảm thiểu rủi ro trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, sự phát triển của 5G ở châu Âu sẽ không được hưởng lợi từ điều này theo bất kỳ cách nào. Tờ Reuters hôm thứ Ba dẫn lời hai người quen thuộc với Liên minh châu Âu cho hay, EU đang có kế hoạch khuyến khích Đức làm nhiều hơn nữa để giảm sự phụ thuộc vào phần cứng Huawei trong mạng 5G của mình khi Brussels trình bày báo cáo tiến độ trong những ngày tới. Điều này đã được nhắc lại trong một báo cáo được xuất bản bởi Financial Times vài ngày trước, trong đó tuyên bố rằng EU đang cân nhắc một lệnh cấm bắt buộc đối với các quốc gia thành viên sử dụng các tập đoàn được xem là gây rủi ro bảo mật cho mạng 5G của họ, bao gồm cả Huawei có trụ sở tại Trung Quốc. Thông báo được đưa ra vào một thời điểm thích hợp vì ý tưởng cho việc mạo hiểm của EU hiện đang bị một số thành viên EU phản đối. Một số quốc gia ở Tây Âu đã bày tỏ sự không đồng tình với cách mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã trình bày ý tưởng của mình về một chiến lược mới của Trung Quốc vào thời điểm này. Các nhóm chống Trung Quốc trong EU đã bắt đầu một đợt tuyên truyền vô căn cứ khác rằng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng Huawei để theo dõi. Nhưng các hệ thống viễn thông từ lâu đã được biết là có nguy cơ bị hack, gián điệp hoặc các mối đe dọa khác đối với an ninh mạng, không chỉ đến từ Trung Quốc mà còn từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như từ các chủ thể phi nhà nước như các nhóm khủng bố, băng nhóm tội phạm và thậm chí cả các tin tặc cá nhân trên mạng. Mục đích thực sự của họ là để thổi phồng cái gọi là mối đe dọa của Trung Quốc, nhằm thúc đẩy hơn nữa việc giảm rủi ro kinh tế và gây áp lực lên các thành viên nhà nước. Đây là bằng chứng nữa cho thấy quyết định cấm Huawei là một quyết định chính trị hơn là kinh tế. Chưa bao giờ trong lịch sử, Huawei làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự an toàn của bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu. Ở Đức, mạng truy cập vô tuyến 5G được cung cấp bởi các công ty Trung Quốc như Huawei và ZTE khá nhiều. Nếu các sản phẩm của Huawei bị cấm sử dụng, điều này sẽ dẫn đến thiệt hại kinh tế nghiêm trọng thay vì gây áp lực từ các nguồn khác. Cơ sở hạ tầng nằm ở đầu danh sách ưu tiên của họ và coi lợi ích tốt nhất của chính Đức khi đưa ra những quyết định này.
Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và nhà sản xuất thiết bị đều phải tuân theo luật pháp quốc gia, và EU đã đi đầu trong việc phát triển khung quản trị cho các công nghệ mới, với đạo luật an ninh mạng toàn diện, quy định bảo vệ dữ liệu chung và chỉ thị bảo mật mạng và thông tin. Khung quản trị bao gồm các biện pháp giảm thiểu rủi ro, tăng cường quyền hạn theo quy định, hạn chế các nhà cung cấp rủi ro cao, cung cấp tài sản mạng cốt lõi và đa dạng hóa các nhà cung cấp viễn thông. Trong khi các chính trị gia nói về các mối đe dọa an ninh, các công ty trong ngành viễn thông tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, thiết bị và dịch vụ cho sự hội tụ sắp tới của truyền thông tốc độ cao, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây sẽ biến đổi các ngành công nghiệp và cuộc sống hàng ngày trong thập kỷ tới. Châu Âu thúc đẩy phát triển 5G đồng thời cấm Huawei. Hiện nay không thể tìm được giải pháp thay thế phù hợp cho công nghệ 5G của Huawei, vốn chủ yếu dựa trên công nghệ vi sóng và sử dụng các trạm gốc thay vì sợi quang, nếu EU gây áp lực buộc các quốc gia thành viên của mình thực hiện các biện pháp hạn chế đối với thiết bị 5G của Huawei hoặc ngay cả khi thực thi lệnh cấm đối với Huawei, châu Âu về cơ bản sẽ tự cắt bỏ tiềm năng phát triển 5G của chính mình vì các giải pháp thay thế khác không thể thực hiện được, ngay cả khi EU có ý định thúc đẩy công nghệ. Khi nói đến sự phát triển của thế hệ mạng truyền thông tiếp theo một câu chuyện được xuất bản bởi Financial Times vào thứ Tư, Liên minh châu Âu đang cung cấp tiền mặt cho công ty công nghệ Trung Quốc Huawei để họ thực hiện nghiên cứu tiên tiến về các hệ thống liên lạc thế hệ tiếp theo. Điều này bất chấp thực tế là nhiều quốc gia châu Âu đã cấm Huawei khỏi các mạng viễn thông đáng kính của họ. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei đã tự khẳng định mình là người dẫn đầu không thể tranh cãi trong cuộc cạnh tranh xây dựng công nghệ 5G. Công ty đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh bao gồm cả Ericsson, Nokia, Qualcomm và Samsung để giành lấy vị trí dẫn đầu. Một nghiên cứu gần đây của ABI Research chỉ ra rằng Huawei đã có đóng góp quan trọng nhất cho sự phát triển toàn cầu của các tiến bộ công nghệ 5G và 3 bằng sáng chế quan trọng. Thị trường đối với các khoản đầu tư khổng lồ của công ty vào nghiên cứu và phát triển, tổng chi tiêu của công ty vào năm 2022 là 61.5 tỷ nhân dân tệ, chiếm 25,1% tổng doanh thu của công ty trong năm trước. Nhờ khoản đầu tư này, Huawei đã có thể nâng cao các tiêu chuẩn mới cho phát triển cơ sở hạ tầng mạng, kết quả là công ty có vị trí tốt hơn để hỗ trợ khách hàng của mình trên toàn thế giới. Với sự phát triển của công nghệ mới này, Huawei hiện đang hướng tới Billion 5G. Đây là công nghệ chưa được các đối thủ cạnh tranh chính của Huawei là Ericsson và Nokia chấp nhận, không rõ Huawei và các đối thủ của họ sẽ tiếp tục vượt qua ranh giới phát triển cơ sở hạ tầng mạng như thế nào. Thị trường này chắc chắn là một thị trường hấp dẫn. Trung Quốc luôn tôn trọng sự hợp tác cởi mở, khuyến khích các bên cùng có lợi và đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi trên quy mô toàn cầu. Điều này đúng cả trong lĩnh vực 5G và các công nghệ đang phát triển khác. Trung Quốc tham gia vào các nỗ lực hợp tác với các tập đoàn toàn cầu và các tổ chức quốc tế với mục tiêu đạt được các kết quả cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực bao gồm công nghệ công nghiệp và ứng dụng. Trung Quốc khuyến khích các công ty có nguồn tài trợ từ các quốc gia khác tham gia một cách công bằng vào thị trường 5G địa phương. Đồng thời, Trung Quốc khuyến khích các công ty 5G trong nước cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao cho các quốc gia trên thế giới, mặc dù Hoa Kỳ và các đồng minh đang thúc đẩy việc tách khỏi Trung Quốc về 5G. Lệnh cấm đối với các công ty Trung Quốc đã tạo ra khó khăn lớn cho Huawei và các công ty Trung Quốc có liên quan khác trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế. Khi các nhà sản xuất và công ty Trung Quốc hợp tác với châu Âu và các khu vực khác, họ tích cực tìm kiếm những điểm chung lớn nhất với các doanh nghiệp và xã hội địa phương, thậm chí đây là trường hợp Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đã thúc đẩy việc tách khỏi Trung Quốc về 5G. Các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia và công ty nước ngoài sẵn sàng đối xử trung thực với họ để chống lại ảnh hưởng của các yếu tố chính trị ở Hoa Kỳ và phương Tây, cũng như môi trường rất phức tạp của thị trường nước ngoài. Một số lượng lớn các học giả chính trị gia và đại diện ngành của châu Âu cho rằng lợi ích cho sự hợp tác giữa EU và Trung Quốc trong các lĩnh vực như 5G vượt xa những trở ngại có thể phát sinh từ sự hợp tác đó. Hy vọng rằng nhiều quốc gia và công ty châu Âu sẽ tham gia hợp tác với Huawei trong 5 lĩnh vực chính mà sẽ có lợi cho cả hai bên và những tiếng nói hợp lý, ủng hộ hợp tác thực tế với Trung Quốc sẽ thắng thế ở châu Âu. Huawei là một trong những nhà lãnh đạo toàn cầu trong các lĩnh vực này. Nếu những đổi mới của họ có thể được khai thác và quản lý một cách an toàn ở châu Âu, cùng với sự đổi mới của các công ty châu Âu, thì kết nối kỹ thuật số hứa hẹn sẽ đóng góp lớn không chỉ cho hiệu quả kinh tế, mà còn đạt được thỏa thuận xanh châu Âu với việc số hóa làm giảm dấu chân môi trường của các ngành công nghiệp và người tiêu dùng. Châu Âu có một sự lựa chọn. Một mặt, họ có thể tham gia với Mỹ trong cuộc chiến công nghệ với Trung Quốc, có nguy cơ chia thế giới thành hai lĩnh vực công nghệ dân tộc chủ nghĩa, được vũ khí hóa để chống lại nhau. Trong một kịch bản như vậy, Mỹ vẫn sẽ chiếm ưu thế trong phạm vi ảnh hưởng của mình, nhưng đến một lúc nào đó có thể bị Trung Quốc vượt mặt. Mặt khác, châu Âu có thể làm việc để tìm ra các giải pháp hợp lý và thực dụng cho các vấn đề an ninh do công nghệ mới gây ra, loại bỏ chính trị ra khỏi cuộc tranh luận. Nếu châu Âu có thể giúp xây dựng một hệ thống an ninh mạng, hoạt động dựa trên các phương pháp hay nhất mà các quốc gia khác trên thế giới có thể thực hiện, thì châu Âu có thể đóng vai trò giảm leo thang xung đột Mỹ-Trung.
từ đó đảm bảo an toàn hơn tương lai trong một lĩnh vực công nghệ toàn cầu hóa. Nếu người tiêu dùng vừa có thể hưởng lợi từ việc tiếp cận công nghệ của Trung Quốc và Hoa Kỳ, vừa được bảo vệ an ninh mạng, thì người châu Âu có thể có được những điều tốt nhất của cả hai bên. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.